Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng ngón bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Accent cho hai phiên bản là bản Accent số tự động bản đặc biệt và bản Accent số tự động bản tiêu chuẩn. Khi mà sang giữa tháng 12 này, chiếc xe Hyundai Accent nó thay đổi chương trình khuyến mại em nhé. Chiếc xe Hyundai Accent nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B đang cạnh tranh liên tiếp đó là chiếc xe Toyota Honda City, Mitsubishi Astra hay là rất nhiều xe trường Việt Nam ạ. Ok đi vào chi tiết từng viên bản. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ, bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Accent ạ. Với giá miết của chiếc xe đang là 542 triệu. Sang tháng 12 này thì đại lý chung đang bàn với giá đang là 505 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Sen số tự động bản đặc biệt này Lá nó đang là 560 triệu. Còn tỉnh thì 535 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 540 triệu. Và ở Thành Hồ Minh thì 554 triệu ạ. Còn đối trả góp, anh em trở ra với giá đang là 162 triệu thôi ạ. Tỉnh thì là 137 triệu, tỉnh áp thuế 100 thì 142 triệu và ở thành phố Minh thì đang là 156 triệu ạ. Còn anh em giá tốt hơn hay một khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo tiểu cho anh em về một chiếc xe Hyundai số tự động bản tiêu chuẩn ạ với giá miết của chiếc xe đang là 502 triệu sang à, giữa tháng 12 này thì lấy cho em nó bán vì giá đang là 467 triệu ạ Vậy thì chiếc xe Nexen số tự động bản tiêu chuẩn này Lá đòi đang là 519 triệu còn tỉnh thì đang là 495 triệu tỉnh áp thuế 100 thì 500 triệu tròn và ở tỉnh Nhung Minh thì 514 triệu ạ còn trả góp thì đang là 151 triệu ạ. Tỉnh thì đang là 127 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì là 132 triệu. Và ở Thế Hương Minh thì là 146 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link. Đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe, tổng ngon bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lát số hành như nào. Thì anh em đem tin như là tên, địa chỉ, số điện thoại loại xoay quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp đều là thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí chưa đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm sự ạ. Ok, vậy sau này tôi giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Sen cho hai phiên bản số tự động. Rất là chi thức rồi rồi. Với giờ này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh em nha để em sẽ cập nhật về giá xe tổng dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau để cho em Sơn được chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn ạ.